Cựu phu nhân phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ là bà Đặng Tuyết Mai vừa qua đời lúc 5 giờ sáng thứ Tư 21 tháng 12 tại Bệnh viện Hốt Newport Beach, California, theo ông Bùi Xuân Hiến là phu nhân của bà, xác nhận với báo Người Việt. Ông Hiến kể, đang ở nhà, tự nhiên bà ấy ngập thở, thế là chúng tôi đưa bà vào bệnh viện. Qua một đêm, nhà tôi bị thiếu oxy, thế là ra đi. Ông cho biết hiện nay đang rất bận rộn, chờ con cái về và đang chờ hòa thượng thích nguyên trí Viện Chủ chùa Bát Nhã Santa Ana coi ngày và sẽ làm đám tang. Ông nói thêm, bà Mai là một Phật tử sinh hoạt với chùa lâu năm và cũng là một người thân quen với hòa thượng viện chủ. Lễ an tang sẽ được tổ chức tại nhà Hoàng Piet Family Westminster vì đã có mua đất sẵn ở đó rồi. Theo Wikipedia, bà Đặng Tuyết Mai trước đây là phu nhân của ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông Kỳ từng là Tư lệnh Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1965 đến năm 1967 và Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho tới năm 1971. Vào năm 1989, ông bà Lê Dị và có một thời gian bà sống tại Việt Nam, nơi bà quản lý nhà hàng Võ Ta. Riêng ông Kỳ lập gia đình với một người khác. Năm 2011, ông qua đời tại Kuala Lumpur, Malaysia. Con gái của bà và ông Kỳ, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, là một nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam và tại hải ngoại, thường được biết đến với vai trò MC trong các chương trình ca nhạc.